Hello, em Trường An Ô Tô xin gửi lời chào đến bà con nha. Quay nhanh báo giá nhanh về con Hyundai Accent. Con này sản xuất năm 2018 nha. Xe một chủ từ đầu luôn. 60E71670 anh chị nha. Đời 28 đó. Form mới hết toàn bộ rồi nha. Dòng này máy 1.4, sơn rin phủ lên tới 90% chất xe luôn. Xe không đâm va, không lỗi lầm nha. Con này nguyên bản là bơm sắt được ốp chụp mâm nè. Đó, dòng xe bạn thiếu nha bà con. Con này kết hợp là có xi nhan trên gương chiếu hậu, đầy đủ tính năng rồi. Hai cụm đèn mắt liếc, đèn cá heo nè, nguyên bản luôn. Máy 1.4 số sàn 6 cấp số thì đâu đó nó nằm tầm 6 lít trên 100 km thôi. 6 đến 7 lít nha. Không lỗi, xe không lỗi nha bà con nha. Đời 28 à, máy móc bao rin luôn. Tắp bi tắp lô liền lẹt sạch sẽ đẹp cực kỳ. Đây cô chú anh chị. Xe nè. Ghế là nguyên rin nguyên bản hết, trang bị một cái màn hình Android, cam hành trình HD, đầy đủ camera gear. Cụ số là rin đét luôn. Vô lăng tích hợp, trang bị chìa khóa theo xe nha. Tắp lô tắp bi liền lẹt sạch sẽ nha. Mẫu này không có ai chạy dịch vụ đâu, xe ngay chủ mà. Trần Anh đưa ra một cái mức giá cực kỳ là hợp lý đến tay người sử dụng luôn. Bà con mua mẫu này thì alo cho em. Đẹp chưa? Đó, form dáng nè, ghế sau nè, dòng xe 5 chỗ. Trần là chủ nhà lên full trần 5D caro, nhìn rất là đẹp nha. Chốt cửa là phấn son 7 màu rin đét. Dòng này dòng sedan bản MT nha cô chú anh chị. Hyundai là một dòng xe thương hiệu khá là nổi tiếng của Hàn Quốc luôn nha bà con. Bốn cánh cửa dán pin cách nhiệt hết toàn diện nè, mới tinh luôn nè. Đó, sơn si trên nóc nè, rin đét. Từ phần tắp bi nè, dòng này sẽ có gương từ cục từ mở nè anh chị nè. Đó, gương từ cục từ mở và gương chỉnh điện nha. Tay nắm là nguyên bản nguyên rin tắp bi nè, keo chỉ nè rin hết. Đây cô chú anh chị nè, vô lăng tích hợp nè. E băng trang bị túi khí nè, những cái vân gai nè, không một dấu hiệu gọi là phai mờ nha. Xe này người ta chạy người ta cũng phải gọi là tương đối là giữ kỹ. 38.924 km rồi nha. Trang bị màn hình camera hành trình đầy đủ tính năng trên chiếc xe luôn. Nè, camera hành trình nè. Đây bà con, để cho anh chỉnh cho bà con xem nha. Nè, thấy không? Cam hành trình nè. Cực kỳ là nét nha. Rồi, củ số là rin đét. Tẩu sạc USB nghe AOS. Đầy đủ tính năng cho trợ lực nè. Trợ lực nhẹ tưng luôn. Chuẩn lắm. Nè, phiếu bảo dưỡng bảo hành nè, sổ bảo hành nè, sổ sách là nguyên bản của con Hyundai nè. Còn rin đét nha, nghe USB đầy đủ tính năng trên chiếc xe nha bà con. Anh chị trải nghiệm phần nắp capo nè. Dòng này sẽ trang bị là cổ lái cực gù, đầy đủ tính năng trên chiếc xe. Không thiếu bất cứ một khoản gì nha. Đó, đam mê về mẫu Hyundai Accent này thì alo cho Trần Anh Ô Tô. Nhiều xe và nhiều sự lựa chọn. Dòng này đăng kiểm 1.5 năm nha. Xuất xưởng là 2 năm. Đây cô chú anh chị nè, keo chỉ với nó capo nè, rin chưa? Rin hết. Rin từ em với nóc. Đó, nắp capo nè. Keo nè, keo chỉ rin nguyên bản nè. Bon nè, bon điện hết đầy đủ nha. Hai bên là không một dấu hiệu đâm va đâu. Phần hai bên phần thân trụ nè, chỉ nha sản xuất quấn xung quanh luôn. Phấn son ốc 7 màu của đệm cao su giá đỡ của thân máy nè. Không có dấu hiệu được khui ra chỉnh lại. Dòng này 1, 2, 3, 4 xài 4 cái bếp full và đồng thời cục máy thiết kế rất là nhỏ gọn của dòng Hyundai. 1, 2, 3, 4 4 van xả, đây là cổ ga FI nha. Dynamo đang sạc nè. Dòng này thiết kế khá, cũng phải gọi là khá là thông minh. Đây là cục tăng, cục tăng dây cô loa nè. Đây là tăng tự động nha bà con. Đó, mỗi khi dây cô loa của anh chị trùng là cục tăng nó tự kéo giãn nha. Nó tự tăng tự động hết toàn bộ nha. Đẹp chưa, hai cụm đèn rin đét. Cục máy là rin ơi là rin, không một giờ dấu hiệu đụng chạm. Đi đô là ABS chống bó cứng phanh nha. 4 tháng ABS, trang bị bình khô, rin chưa? Không có dấu hiệu là thay bình luôn nè. Hai bên đẹp như nhau nha bà con. Chất nụi dàn trước nè. Nói chung xe này không lỗi đâu. Đời 28 mà lỗi lầm gì? Đó, cái này, con này giờ chỉ bàn về giá thôi, khỏi bàn về chất nha bà con. Chất xe là không phải bàn rồi đâu. Đam mê về mẫu Hyundai Accent này thì alo cho em. Anh chị trải nghiệm phần cốp nè. Dòng này mở cốp ở đây nè. Đó, mở cốp lên nha. Cun ga số mới tinh, không một dấu hiệu gọi là phai mờ nha bà con. Hai cụm đèn nè, hai cụm đèn led nguyên bản hết, biểu tượng Accent nè. Anh chị nè, keo chỉ rin chưa? Rin đét. Sơn rin phủ từ A đến E luôn. Ok chưa?
đẹp trai chưa? Đẹp trai chưa? Quá đẹp trai. Đẹp trai giống con bà Hai bán ve chai luôn. Quá đẹp nha. Nè, vỏ sư cua hè rồi nha. Vỏ này sư cua 2018 thì mấy năm rồi, 3 năm rồi vỏ sư cua chạm đất rồi. Nhưng mà vỏ còn được tương đối là khá mới, 90% rin lắm. Vỏ đồ đầy đủ tính năng trên chiếc xe rồi nè. Nè anh chị coi nè, ở trong nè, sạch sẽ cực kỳ, không dấu hiệu đâm vai móc méo chiếc xe đâu. Bà con đam mê về mẫu Hyundai Accent này alo cho Trường Anh ô tô, cực kỳ là căng luôn. Đây là phần gầm nè anh chị, gầm 2018 thì khỏi suy nghĩ đi. Mới tinh, tinh tính tình nha. Đó, tình tính tinh, quá mới luôn, mới cực kỳ chuẩn chưa, đẹp như nhau nha bà con. Đăng ký kênh ủng hộ cho Trường Anh ô tô và đừng quên bấm vào chuông thông báo nha, cập nhật liên tục nhiều xe hot lắm. Một lần nữa channel Trường Anh xin kết thúc tại nơi này ạ. MCUN goodbye.